xin chào các bạn trong bài học hôm nay gã excel sẽ dẫn toàn bộ các nội dung cần thiết về excel cho người đi làm hoặc những người hay sử dụng excel trong công việc nhá trước khi bắt đầu mình cùng tìm hiểu các nội dung sẽ có trong bài học ngày hôm nay mục thứ nhất ý, là mình sẽ tìm hiểu các cái hàm thông dụng bao gồm ba cái mục nhỏ là các hàm thống kê và hàm toán học thứ hai là hàm dò tìm và thứ ba là hàm điều kiện cũng như là hàm logic phần thứ hai sẽ là pivot table bao gồm hai nội dung nội dung thứ nhất ấy là giới thiệu về pivot table và thứ hai là cách để tạo một cái báo cáo động bằng pivot table cộng slicer và phần thứ ba là các cái phím tắt thông dụng trong excel nhé thì các bạn chú ý mình sẽ để cái link tài file thực hành trong phần mô tả phía dưới video tốt nhất ấy là các bạn tải về các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình nhé đầu tiên mình sẽ đi vào cái phần thứ nhất là các cái hàm thông dụng thì các bạn chú ý nhá ở dưới này là mình sẽ bao gồm rất là nhiều sheet thì mỗi sheet ý, là tương ứng với các nội dung trong cái bài học ngày hôm nay nhá trước khi bắt đầu các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ gãy seo nhé đầu tiên mình sẽ đi vào nhóm các hàm tính tổng thì nhóm các hàm tính tổng sẽ bao gồm ba hàm hàm thứ nhất ý, là cái hàm sum hàm thứ hai ý, là cái hàm sum if là để tính tổng với một điều kiện và cái hàm thứ ba ý, là cái hàm sum if là để tính tổng với nhiều điều kiện thì mình sẽ giới thiệu về nội dung và cú pháp sử dụng ba cái hàm này. Đầu tiên là cái hàm sum. Thì cái hàm sum ấy là để tính tổng các số, các ô hoặc là gì ạ? Hoặc là nhiều vùng các ô cộng với cả các số. Đấy, thì cú pháp của cái hàm sum này ấy bao gồm các cái số là number 1, number 2. Thì number ở đây ấy có thể là các số, các ô hoặc là một vùng dữ liệu nhé. Thì thông thường mình hay sử dụng hàm sum là gì ạ? Là của một vùng dữ liệu với nhau. Đấy. Cái hàm thứ hai là cái hàm xăm if đấy thì cái hàm sum if này ấy, bao gồm là hàm sum và hàm điều kiện if để dùng tính tổng với một điều kiện nhé đấy các bạn chú ý cái hàm sum if này ấy, nó chỉ tính tổng với một điều kiện được thôi thì cú pháp của cái hàm sum if này bao gồm ba thành phần thành phần thứ nhất ấy là cái range tức là cái vùng điều kiện thành phần thứ hai là cái criteria tức là cái điều kiện nhé ở đây ấy, cái vùng điều kiện nó sẽ chứa cái điều kiện này đấy và cái thành phần cuối cùng ấy, là các bạn chú ý là cái vùng tính tổng nhá là cái thành phần quan trọng nhất của cái hàm sumip đúng không đấy thì các bạn cần tính tổng cái gì ấy, thì nó sẽ làm ở cái thành phần thứ ba của cái hàm sumip này cái hàm thứ ba ấy là cái hàm sumip s đấy, thì nó sẽ có thêm cái chữ s ở đây so với cả cái hàm sumip nó dùng để tính tổng với nhiều điều kiện nhé đấy các bạn chú ý ở đây cái hàm sumip s ấy, là nó sẽ để tính tổng với nhiều điều kiện thì trong trường hợp này ấy, các bạn có thể dùng cái hàm sumip s để tính tổng với một điều kiện cũng được đấy cú pháp của hàm samipet bao gồm các thành phần như sau là cái vùng tính tổng là cái samred đấy thì cái samred này ấy, nó lại nằm ở cái thành phần đầu tiên của cái hàm samipet nó khá là ngược với cả cái hàm samip nhá. Thì ở cái hàm samip thì cái vùng samred ấy là cái vùng tính tổng nó lại nằm ở cuối cùng ở đây cơ. Đấy, trong khi cái hàm samipet ấy, thì cái vùng tính tổng ấy nó lại nằm ở cái thành phần đầu tiên của cái hàm samipet này. Đấy. Thì tiếp theo ấy là cái vùng điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ nhất Đấy, tại vì ở đây là gì ạ? tại vì ở đây là mình tính tổng với nhiều điều kiện thì nó sẽ chia ra làm gì ạ? là vùng điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ nhất. Đấy, tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai và điều kiện thứ hai. Thì cứ như vậy, nếu như các bạn có ba điều kiện thì nó lại là gì ạ? vùng điều kiện thứ ba và điều kiện thứ ba. đấy nó cứ lặp lại như vậy nhá. thì các bạn lưu ý cho mình là gì ạ? quan trọng nhất là cái hàm sumif này nó có thể tính tổng cho một điều kiện. thì vì cú pháp của hai cái hàm ít và cái hàm sumif ấy nó sẽ ở cái vùng tính tổng ấy, nó sẽ khác nhau đấy, cho nên mình khuyên các bạn là gì ạ khi mà để tính tổng có điều kiện ấy, đấy thì các bạn nên chọn là sum dù là tính tổng một điều kiện hay là nhiều điều kiện thì mình đều là dùng cái hàm sum đấy thì ok đây là cái vùng dữ liệu của mình nhá thì sẽ bao gồm là gì ạ đây là gồm có khu vực sản phẩm và doanh thu đấy thì đầu tiên là gì ạ? mình sẽ tính tổng doanh thu nhá thì mình sẽ sử dụng cái hàm sum để tính tổng doanh thu này đấy các bạn sẽ bằng gì ạ? các bạn sẽ bằng xong Đấy. Thì khi mà các bạn gõ xong cái hàm xăm này nhé Thì cái chữ xăm này này nó sáng lên Thì các bạn có thể ấn phím tab luôn Đấy. Ở đây là gì ạ? Mình tính tổng doanh thu Cho nên các bạn sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu của doanh thu ở đây Là từ diện ạ? Từ OD4 đến D18 Đấy, các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại và các bạn Enter Đấy, thì như vậy tổng doanh thu của diện Của cái dữ liệu ở đây chính là gì ạ? 16 triệu 800 nghìn đúng không? Ok, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hàm sum ít nhé Thì các bạn chú ý nhé ở đây là gì ạ? mình cần tính tổng doanh thu theo điều kiện là các cái khu vực ở đây tức là gì ạ? tức là ở đây mình là đang tính tổng với một điều kiện là theo khu vực đúng không? đấy thì các bạn có thể sử dụng cái hàm sum-if trong trường hợp này nhé. đấy thì các bạn sẽ bằng này xăm if đúng không? đấy các bạn có thể ấn tab nhé. thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm sum-if là cái vùng điều kiện đúng không? là cái range này này. vì ở đây các bạn đang gì ạ? các bạn đang tính tổng theo khu vực là ba cái khu vực bắc trung nam đúng không? cho lên cái vùng điều kiện ấy là cái vùng green này này, nó chính là cái vùng khu vực đúng không? Đấy thì các bạn sẽ lựa chọn gì ạ? Các bạn sẽ lựa chọn toàn bộ cái dữ liệu của cái phần khu vực ở đây. Tức là gì ạ? Từ cái B4 đến B18. Thì các bạn sẽ ấn F4 để cố định nhá. Thì khi mà các bạn ấn F4 ấy thì các bạn sẽ thấy này này, cái vùng dữ liệu của mình ấy nó sẽ có thêm đô la. Đấy, tức là nó sẽ cố định cái vùng dữ liệu này lại. Đấy thì tại sao lại phải cố định cái vùng dữ liệu này? Vì khi mình áp dụng công thức này cho các cái khu vực ở phía dưới như là miền Trung và miền Nam ấy thì cái vùng dữ liệu ở đây tức là cái vùng điều kiện này nó sẽ không bị dịch chuyển xuống dưới đúng không đấy thì đấy là lý do vì sao mình cần phải cố định thì một số bạn ấy khi mà ấn F4 ấy nó không có cái chữ đô la này này thì các bạn có thể giữ thêm cái nút function nhá đấy các bạn sẽ phẩy này thành phần thứ hai ấy là cái điều kiện thì ở đây mình đang tính tổng theo cái khu vực phía bắc này này đấy thì các bạn sẽ tích vào cái OF9 ở đây đấy phẩy thành phần thứ ba ấy là cái vùng tính tổng đúng không vì ở đây là gì ạ các bạn đang tính tổng là tổng doanh thu Đấy, cho nên cái vùng tính tổng ở đây ấy, chính là cái vùng doanh thu này này đấy, chính là cái vùng doanh thu này này đấy cho nên các bạn sẽ lựa chọn toàn bộ dữ liệu của cái vùng doanh thu ở đây là từ ô D4 đến D18 đấy, các bạn cũng ấn F4 để cố định nhé đấy, các bạn sẽ đóng hoặc lại thì tại sao lại phải cố định cái phần doanh thu này vì như là cái vùng điều kiện thôi thì các bạn dịch công thức xuống dưới ấy, thì cái vùng tổng doanh thu ở đây này nó sẽ không bị dịch đúng không đấy các bạn sẽ enter đấy, thì như vậy là gì ạ tổng doanh thu của khu vực phía Bắc đấy các bạn sẽ tích vào thẻ hôm mình sẽ chọn cái dấu phẩy này để ngăn cách hàng nghìn thôi đúng không? Thì như vậy khu vực phía Bắc ấy, nó sẽ là hơn 6 triệu đúng không? Vậy các bạn sẽ kéo xuống đây. Đấy thì các bạn sẽ ra là gì ạ? Khu vực miền Trung và miền Nam. Bây giờ các bạn sẽ tích đúp vào cái công thức của khu vực miền Nam các bạn kiểm tra này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì cái vùng điều kiện này và cái vùng tính tổng này nó không bị dịch chuyển đúng không? Đấy các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng cái hàm sumif nhé. Thì trong trường hợp này giả sử như là gì ạ? Mình cần tính tổng doanh thu nhưng mà theo hai điều kiện, điều kiện thứ nhất ấy là cái sản phẩm ở đây thì các bạn có thể nhập là sản phẩm 01, sản phẩm 02 hoặc là sản phẩm 03 đúng không? Và gì ạ? Và cái điều kiện thứ hai là gì ạ? Là theo khu vực ở đây. Đấy, cho nên buộc các bạn phải sử dụng cái hàm sumifs bởi vì ở đây là tính tổng lớn hơn một điều kiện. Cụ thể là hai điều kiện đúng không? Đấy, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ bằng này, sumifs. Các bạn ấn tab nhá. Thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm sumifs là cái sum_range là cái vùng tính tổng đúng không? Mà ở đây gì ạ? Các bạn đang tính tổng là cái tổng doanh thu Cho nên cái vùng tính tổng ở đây là các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái cột doanh thu này Đấy các bạn cũng ấn F4 để cố định nhé Đấy phải Thành phần thứ hai ấy là cái vùng điều kiện Thì các bạn chú ý ở đây mình có hai điều kiện là theo sản phẩm Và theo khu vực Đấy thì các bạn lấy cái vùng điều kiện nào trước cũng được nhé Kết quả nó sẽ giống nhau Đấy các bạn có thể tính theo cái điều kiện thứ nhất là sản phẩm trước rồi đến cái điều kiện thứ hai là khu vực hoặc là gì ạ? Các bạn có thể tính theo cái vùng điều kiện là khu vực trước rồi đến sản phẩm sau đúng không? Thì ở đây giả sử như mình tính theo cái khu vực trước nhé Thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng khu vực ở đây là từ B4 đến B18 đúng không? Các bạn sẽ ấn F4 để cố định Đấy, phải. theo cái điều kiện gì là khu vực phía Bắc ở đây là cái F16 đúng không? Đấy, phải. thành phần tiếp theo ấy, là cái vùng điều kiện thứ hai thì ở đây cái điều kiện thứ hai là theo cái sản phẩm 01 này cho nên cái vùng điều kiện ấy nó là phải chứa cái sản phẩm đúng không thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái dữ liệu sản phẩm ở đây là từ C4 đến C18 đúng không? Thì các bạn sẽ ấn F4 để cố định lại nhá. Phải. Đấy, cái thành phần cuối cùng ấy là cái điều kiện là theo cái ô gì ạ? Ô sản phẩm 01 ở đây là cụ thể là cái ô G14 đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ ấn F4 lại để cố định cái ô G14 này. Thì tại sao lại phải cố định cái ô G14? Tại vì khi mà các bạn áp dụng công thức này cho khu vực miền Trung và miền Nam ấy thì cái ô G14 này nó sẽ không bị dịch chuyển theo đúng không? Đấy. Thì đấy là lý do vì sao mình phải cố định cái ô G14 này. Đấy, các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại để xong cái hàm sumifet thì các bạn enter Đấy, các bạn sẽ tích vào cái ô này và các bạn sẽ chọn cái dấu phẩy này để ngăn cách hàng ngàn đây, đúng không thì như vậy là gì khu vực phía bắc và cái sản phẩm không một nó sẽ là hai triệu đúng không thì trong cái ví dụ trên ấy, nếu tổng doanh thu của khu vực phía bắc ấy, bao gồm toàn bộ sản phẩm ấy, thì nó sẽ là 6 triệu nhưng của riêng sản phẩm không một thì nó sẽ là hai triệu Đấy, các bạn sẽ tích đúp xuống đây để các bạn lấy công thức cho miền trung và miền nam Đấy, các bạn có thể tích đúp vào công thức cuối cùng các bạn kiểm tra nhé thì như vậy là cái vùng điều kiện cũng như là cái vùng tính tổng ấy, đấy, nó sẽ không bị dịch xuống đúng không đấy và thứ hai là gì ạ? cái điều kiện theo sản phẩm ở đây này nó cũng không bị dịch xuống đấy các bạn thấy chưa các bạn enter lại nhé đấy bây giờ giả sử các bạn sẽ thay bằng cái sản phẩm 02 này sản phẩm mà các bạn enter đấy thì kết quả nó sẽ tự thay đổi theo đúng không đấy rất là hay ạ tiếp theo là gì ạ đây sẽ là cái phần luyện tập nhé để các bạn gì ạ? các bạn sẽ luyện tập coi như là bài tập về nhà cho các bạn nhé thì cái dữ liệu của mình vẫn là gì ạ? vẫn là khu vực sản phẩm và doanh thu thôi đấy thì ở đây là gì ạ? các bạn sẽ luyện tập theo gì ạ theo ở đây là sẽ là hai điều kiện đúng không theo sản phẩm và theo cái khu vực ở đây đấy cũng là tính tổng doanh thu thôi đấy và cái câu hỏi tiếp theo ở đây là gì ạ đây là theo khu vực và tổng doanh thu nhưng mà cái điều kiện là gì ạ với những cái sản phẩm mà có doanh thu là lớn hơn 800.000 đấy và ở cái bài tập thứ ba của nhóm hàng tính tổng là gì ạ với những cái điều kiện là gì? với cái điều kiện là cái sản phẩm mà có doanh thu là lớn hơn cái OG21. Đây ví dụ cái OG21 này này là 800 000 đúng không? Thì nó giống như cái ví dụ này. Nhưng mà nếu như các bạn thay đổi ở đây là 600 000 thì cái kết quả nó cũng phải thay đổi theo. Đấy, thì cái phần luyện tập là như vậy nhá. Ngoài ra các bạn sẽ phải làm ở khác sheet và khác file. Đấy, thì giả sử như mà mình sẽ làm cái dữ liệu này ở khác sheet và khác file nhá để cho các bạn sẽ làm cái bài tập về nhà cũng như vậy. Đấy, bây giờ các bạn sẽ copy cái câu hỏi này này. Ví dụ các bạn Ví dụ mình copy này, các bạn copy. Ví dụ mình sẽ tạo một cái sheet mới nhé các bạn nháy chuột phải. Các bạn chọn insert này hoặc là gì ạ? Cái phím tắt để tạo một cái sheet mới là gì ạ? Là shift F11. Đấy các bạn tích vào đây. Các bạn ấn shift F11 đấy. Đấy thì nó sẽ tạo một cái sheet ở đây. Hoặc là các bạn nháy chuột phải ở đây các bạn chọn insert này. Đấy các bạn sẽ chọn là gì ạ? Worksheet ở đây cũng được. Đấy các bạn tích ok. Thì cái phím tắt để tạo một cái sheet mới là gì ạ? Là shift F11 đúng không? Đấy, đây là cái sheet này thì các bạn sang đây các bạn có thể căn chân V để coi như là diện các bạn paste cái câu hỏi nhá mình sẽ xóa cái công thức cũ đi đấy mình sẽ bôi đen mình xóa đi đấy. đấy ok thì bây giờ mình sẽ làm ở khác sheet nhá đấy thì các bạn sẽ bằng này sum này sum thì các bạn lại sang cái sheet dữ liệu thôi đúng không đấy các bạn sẽ bôi đen gì ạ? toàn bộ cái dữ liệu ở đây đấy các bạn enter Đấy thì nó sẽ ra là gì ạ? Tổng doanh thu là 16 triệu 800 nghìn đúng không? Tiếp theo là cái hàm sum if nhé. Thì các bạn sẽ bằng là gì ạ? Các bạn sẽ bằng cái hàm sum if các bạn ấn tab. Thì đầu tiên là cái vùng điều kiện đúng không? Mình đang là tính theo điều kiện khu vực thì các bạn lại sang cái sheet dữ liệu ở đây. Các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái phần khu vực ở đây này. Đấy, các bạn ấn F4 để cố định nhá. Đấy phải. Theo điều kiện là gì ạ? Theo điều kiện lại các bạn sang cái sheet 1 này đây. Theo điều kiện là khu vực ở đây là cái OB8 này. Đấy các bạn phẩy này tiếp theo là cái vùng tính tổng đúng không? Các bạn lại sang cái sheet dữ liệu và các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái phần doanh thu này. Đấy các bạn sẽ ấn F4 để cố định nhá. Đấy các bạn sẽ enter. Đấy thì nó sẽ ra là tổng doanh thu của khu vực này, các bạn kéo xuống. Đấy các bạn thấy chưa? Thì kết quả này nó sẽ giống hệt với cả kết quả ở đây mà cùng một sheet. Thì đây mình sẽ giới thiệu là gì? Khi mà công thức ở hai sheet khác nhau thì nó sẽ có cái gì? Thì các bạn sẽ thấy này này, nó sẽ có tên sheet này này. Đấy, ở đây là cái vùng điều kiện đúng không? Thì chính là cái tên sheet này tức là gì ạ cái vùng điều kiện nó sẽ làm ở sheet khác thì đầu tiên nó sẽ là tên sheet rồi mới cả gì ạ rồi mới đến cái vùng vùng điều kiện cụ thể là từ b4 đến b18 đúng không đấy thì đấy là ý nghĩa của diện khi mà các bạn sử dụng công thức ở hai sheet khác nhau thì tương tự với hàm SUMIFS cũng vậy nhá thì các bạn sẽ làm giống như cái hàm xăm IP này thôi bây giờ mình sẽ làm khác file cho các bạn nhá ví dụ mình copy cái phần dữ liệu này mình sẽ làm khác file các bạn nhé chuột phải các bạn copy đấy bây giờ các bạn sẽ gì ạ các bạn sẽ vào file các bạn bấm new đấy các bạn chọn là blank workbook đấy thì nó sẽ tạo một cái file mới tên là book một đúng không mình sẽ ấn Ctrl V ở đây bây giờ mình xóa công thức này đi mình sẽ làm mới cho các bạn nhé thì đầu tiên nhá ở đây các bạn sẽ bằng là gì các bạn sẽ bằng cái hàm submit đấy các bạn hoặc là gì ạ? các bạn có thể dùng cái hàm submit đều được nhé ví dụ ở đây mình sẽ dùng cái hàm submit để mình tính tổng một điều kiện thôi đúng không thì cái hàm submit ấy thì cái thành phần đầu tiên của nó lại là cái vùng tính tổng là sum range đúng không? thì bây giờ các bạn phải sang cái file của các bạn đấy thì các bạn sẽ thu nhỏ cái file này lại, các bạn sẽ sang cái sheet dữ liệu ở đây. Đấy, cái thành phần đầu tiên là cái sum range thì các bạn phải bôi đen toàn bộ cái vùng tính tổng là cái cột doanh thu này này. thì các bạn lưu ý cho mình nhé, thì khi mà các bạn thao tác ở hai file khác nhau ấy thì nó sẽ có là gì? ạ đầu tiên là cái tên file đấy, thì cái file của mình là gì? Ạ? tên file là excel toàn tập ở đây đúng không? thì các bạn sẽ thấy đầu tiên nó sẽ là tên file sau đó nó sẽ là gì ạ? Sau đó nó sẽ là tên sheet. Đấy. Và cuối cùng mới là gì ạ? Và cuối cùng nó mới là cái vùng dữ liệu. Thì khi mà các bạn thao tác ở hai file khác nhau ấy, thì cái vùng dữ liệu ấy là nó đã có cố định rồi, tức là nó có đô la rồi. Cho nên các bạn không phải ấn F4 nữa nhé. Đấy, các bạn hết sức lưu ý cho mình là như vậy. Khi mà các bạn dùng cái hàm ở hai file khác nhau ấy, thì vùng dữ liệu ấy, hoặc là cái ô dữ liệu ấy, ở hai file khác nhau ấy, thì nó sẽ mặc định là nó cố định cho nên các bạn không được ấn F4 nữa nhé. đấy nếu các bạn ấn F4 nữa nó sẽ là sai đấy. ạ đấy. bây giờ các bạn sẽ phẩy này. tiếp theo là gì ạ? tiếp theo là cái vùng điều kiện đúng không? đấy. thì ở đây mình đang tính tổng theo khu vực thì cái vùng điều kiện cũng là cái vùng khu vực ở đây. thì các bạn sẽ bôi đen cái phần khu vực ở đây này. đấy. thì cái phần khu vực ở đây nó cũng nằm ở hai file khác nhau. thì đầu tiên vẫn là tên file, tên sheet đấy và cái vùng dữ liệu. thì cái vùng dữ liệu này nó cũng cố định rồi. Đấy. cho nên các bạn không được ấn F4 nữa đúng không? đấy. Phải cái thành phần thứ ba là cái điều kiện đúng không thì các bạn sẽ quay về gì đấy? các bạn sẽ quay về cái file vừa xong các bạn tích vào đây là cái điều kiện là ob4 đúng không các bạn enter đấy các bạn thấy chưa kết quả nó sẽ giống hệt như vậy đấy thì các bạn lưu ý cho mình là gì đấy? khi mà các bạn sử dụng công thức ở hai file khác nhau ấy thì cái vùng dữ liệu mà các bạn tham chiếu ở hai file khác nhau ấy ví dụ ở đây là cái vùng điều kiện đúng không thì nó mặc định là nó có đô la rồi cho nên các bạn không cần phải ấn F4 để cố định nữa đúng không? còn nếu như mà diện còn nếu như mà các bạn công thức ở cùng một file ý, thì kể cả khác sheet hay cùng sheet ấy thì cái vùng mà các bạn tham chiếu đến ý, nó sẽ không cố định mà lúc đấy các bạn phải ấn F4 đấy thì đấy là cái lưu ý như vậy nhá đấy là cái cách để các bạn làm ở khác sheet và khác file thì đây là sẽ là cái bài tập về nhà nhá thì các bạn sẽ comment cái câu trả lời của bạn ở dưới cái phần bình luận nhá thì bạn nào mà biết đáp án thì các bạn sẽ comment các bạn trả lời để cho những ai mà không làm được ý, thì các bạn ấy sẽ tham khảo nhá OK. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái nhóm các hàm đếm có điều kiện. Thì ở đây sẽ có hai cái hàm đếm có điều kiện là cái hàm cao ít là cái hàm mà diện đếm với một điều kiện và cái hàm cao ít bét là cái hàm để đếm với nhiều điều kiện. Thì các bạn chú ý nhé. Thì cái hàm cao ít bét nó hoàn toàn nó có thể thay thế cho cái hàm cao ít. Tức là nó có thể đếm với một điều kiện cũng được. Đấy. Thì cho nên tốt nhất là các bạn cứ dùng cái hàm cao ít bét khi mà các bạn phải đếm có điều kiện thì cái cú pháp của cái hàm cao ít và cao ít nó là giống nhau đấy thì nó cứ lần lượt là gì nó sẽ là cái vùng điều kiện và điều kiện thôi đấy thì nếu như có nhiều điều kiện thì nó sẽ chia ra là vùng điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ nhất tiếp theo nó sẽ là vùng điều kiện thứ hai và điều kiện thứ hai tiếp theo nếu có điều kiện thứ ba thì nó sẽ là vùng điều kiện thứ ba và điều kiện thứ ba cứ như vậy nhé thì ở đây mình có một cái ví dụ là gì ạ mình sẽ có là các cái chủng loại thiết bị bao gồm ví dụ như là gạch này may mặc và thuốc còn đây là cái thiết bị cụ thể gạch thì bao gồm các cái loại gạch may mặc thì bao gồm các cái loại vật liệu của may mặc và thuốc thì bao gồm các cái thiết bị của các loại thuốc khác nhau thì ở đây sẽ có cái phần số lượng đơn giá và thành tiền đấy thì cái câu hỏi thứ nhất là gì ạ Câu hỏi là ví dụ mỗi một cái loại chủng loại ở đây mình sẽ đếm cái số lượng thiết bị là bao nhiêu đấy ví dụ cái gạch ở đây nhá thì các bạn có thể thấy thiết bị gạch ở đây là gì là 5 thiết bị đúng không thì các bạn sẽ sử dụng công thức gì để các bạn tính toán được cái số thiết bị này thì ở đây là gì ạ? Đây là các bạn đếm rồi đúng không? Các bạn sẽ đếm số thiết bị và diện Có một điều kiện là theo một cái chủng loại ở đây thôi, đúng không? Tức là các bạn có thể dùng cái hàm cao ít nhé hoặc là cao ít Đấy. Các bạn sẽ bằng là gì ạ? Ví dụ các bạn dùng cái hàm cao ít đi, các bạn ấn tab. Thì cái thành phần đầu tiên là cái vùng điều kiện đúng không? Vì các bạn đang đếm theo chủng loại thì cái vùng điều kiện của nó là diện Là toàn bộ cái chủng loại ở đây là từ B5 đến B16. Đấy, các bạn sẽ ấn F4 để cố định nhé Thì tại sao lại phải cố định? Tại vì khi mà các bạn áp dụng công thức xuống các ô dưới này ấy, thì cái vùng điều kiện nó sẽ không bị dịch chuyển đúng không? Đấy. Phải. Theo điều kiện là gì ạ? Là cái ô C20 ở đây, tức là cái chủng loại gạch đúng không? Đấy các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm cao ít các bạn enter. Đấy thì như vậy cái gạch của mình ấy là có 5 thiết bị đúng không? Đấy các bạn tích đúc xuống. May mặc có 4 và gì ạ? Thuốc là có 3. Tiếp theo là mình sẽ tính gì ạ? Mình sẽ tính tổng tiền. Thì các bạn chú ý nhá, ở đây là gì ạ? Là tính tổng tiền cho nên các bạn phải dùng cái hàm tính tổng có điều kiện rồi đúng không? đây đây chỉ có một điều kiện là theo chủng loại thôi đấy. thì các bạn có thể dùng hàm sumif hoặc là sumifb nhé. thì các bạn sẽ bằng này, các bạn sẽ bằng cái hàm sumifb nhé. thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm sumifb ấy là cái vùng tính tổng đúng không? Đấy, các bạn đang tính theo tổng tiền thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái phần dữ liệu của tổng tiền chính là gì ạ? từ f5 đến f16 đúng không? các bạn sẽ ấn f4 để cố định đấy phải. tiếp theo là cái vùng điều kiện vì các bạn đang tính tổng theo điều kiện là chủng loại cho nên cái vùng điều kiện của mình là các bạn bôi đen toàn bộ cái phần chủng loại ở đây. Đấy là từ ô B5 đến B16. Các bạn ấn F4 để cố định nhé. Phải. Cái thành phần tiếp theo là cái điều kiện thì các bạn sẽ tích vào cái chủng loại gạch ở đây là ô C20. Đấy các bạn enter cho mình. Đấy thì như vậy cái tổng tiền ở đây là 72.140 đúng không? Đấy các bạn sẽ tích đúp xuống đây. Đấy thì các bạn sẽ ra được là tổng tiền của may mặc và thuốc. Ok, câu số 2 là gì ạ? Mình sẽ hoàn thành cái bảng này nhé. Đấy. thì là diện nó sẽ có thêm một cái điều kiện giống như cái bảng thứ nhất thôi nhưng mà nó sẽ có thêm một cái điều kiện là gì ạ nó chỉ hoàn thành với diện các cái thiết bị mà có đơn giá lớn hơn 100 đấy. tức là diện các cái thiết bị và đây là đơn giá thì mình chỉ tính cho những cái đơn giá mà nó lớn hơn 100 thôi đúng không Đấy thì như vậy ở đây là diện đây mình sẽ làm là gì nó sẽ có thêm hai cái điều kiện là theo cái đơn giá lớn hơn 100 và diện và theo cái chủng loại ở đây đấy thì như vậy là ở đây mình sẽ đếm và tính tổng với cả hai điều kiện đúng không? thì với cái phần số thiết bị ở đây thì các bạn sẽ bằng nhé. các bạn sẽ dùng cái hàm KWPET đấy. thì các bạn sẽ tính theo cái điều kiện nào trước cũng được. ví dụ mình tính theo cái chủng loại trước đi đúng không? thì cái vùng điều kiện thứ nhất ý là các bạn lên trên này. các bạn sẽ lựa chọn toàn bộ cái cột chủng loại ở đây. các bạn sẽ f 4 để cố định nhé. phải. theo điều kiện chủng loại ở đây. đấy. các bạn phải. tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai. ở đây mình tính là gì? theo những cái thiết bị mà có đơn giá lớn hơn 100 thôi đúng không? Thì cái vùng điều kiện thứ hai ấy, chính là cái cột đơn giá ở đây. Bởi vì theo cái điều kiện là đơn giá lớn hơn 100 mà. Đấy, các bạn sẽ ấn F4 để cố định cái vùng đơn giá này. Phải lớn hơn 100 thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ mở ngoặc kép ra, các bạn sẽ ghi là diện lớn hơn 100. Đấy các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại. Các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm KBS. Các bạn enter. Đấy thì như vậy là diện cái chủng loại gạch ấy, nó chỉ có 3 thiết bị có điều kiện là gì ạ? Là đơn giá lớn hơn 100. Còn toàn bộ cái thiết bị gạch ở đây thì nó sẽ có 5 thiết bị đúng không? Nhưng mà chỉ có 3 thiết bị là có đơn giá lớn hơn 100 thôi. Đấy các bạn sẽ kéo chuột xuống cho cái chủng loại là diện May mặc và thuốc. Đấy. Tiếp theo cái tổng tiền nhá. Đấy thì các bạn sẽ bằng gì? các bạn sẽ bằng cái hàm cm cho mình. Các bạn ấn tab. Đầu tiên là cái phần tổng doanh thu đúng không? Đấy các bạn sẽ lên trên này. Các bạn bôi đen toàn bộ cái phần thành tiền ở đây. Các bạn ấn F4 để cố định đúng không? Phải. Tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ nhất nhá thì các bạn có thể chọn là cái vùng điều kiện thứ nhất là theo chủng loại đi đúng không? Các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái phần chủng loại này. Các bạn ấn F4 để cố định nhá. Phải theo chủng loại là cái ô gì ạ? OC26 này. Phải tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai là gì ạ? Là cái cột đơn giá lớn hơn 100 đúng không? Các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái cột đơn giá này. Tức là từ E5 đến E16 đúng không? Đấy các bạn sẽ ấn F4 để cố định. Phải các bạn mở ngoặc kép ra, các bạn sẽ ghi là diện lớn hơn 100 đúng không? Đấy các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại các bạn đóng hoặc đơn lại để xong cái hàm sắm bếp các bạn enter đấy thì nó sẽ ra là 59.340 đúng không đấy các bạn kéo xuống đấy các bạn kéo xuống nhé ok sang câu thứ ba là gì ạ vẫn là cái câu hỏi như cái phần trên thôi nhưng mà gì ạ cái điều kiện ở đây là gì ạ cái đơn giá nó sẽ lớn hơn cái OF29 đây giả sử là cái OF29 đúng không? Thì nếu như các bạn điền cái OF29 là 100 ấy, thì nó sẽ giống hệt cái kết quả này. Nhưng mà khi các bạn thay đổi cái giá trị ở OF29 này á thì cái kết quả nó sẽ thay đổi theo nhá. Đấy. Thì để làm việc này các bạn làm như sau nhá. Cũng là hai điều kiện thôi đúng không? Các bạn sẽ bằng này. Với cái việc mà đếm số thiết bị thì các bạn sẽ dùng cái hàm KBPS đúng không? Đấy, các bạn sẽ ấn tab. Thì cái vùng điều kiện thứ nhất ý, thì vẫn là chủng loại thôi đúng không? Các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái cột chủng loại này. Các bạn ấn F4 để cố định. Phải. Theo cái chủng loại ở đây đúng không? Đấy, phải. Tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai là cái phần đơn giá lớn hơn ô F29 đúng không? Thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái dữ liệu của đơn giá. Đấy. Các bạn sẽ ấn F4 để cố định nhá. Đấy, Phải Tiếp theo là gì ạ? Là lớn hơn cái ô F29 mà cái ô F29 ở đây đang là 100 đúng không? Thì các bạn sẽ mở ngoặc kép ra và các bạn sẽ lấy cái dấu lớn hơn này. Chứ nếu như các bạn đánh cái F29 vào đây á thì nó sẽ không ra kết quả đâu. Bây giờ giả sử mình đánh cái ô F29 nhá. Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại, các bạn đóng ngoặc đơn lại thì nó sẽ không ra đúng kết quả. Các bạn enter. Đấy, nó sẽ ra bằng 0. Tại vì sao ạ? Tại vì trong cái công thức này nó hiểu là lớn hơn cái giá trị F29 chứ không phải là cái OF29 tức là không phải là cái giá trị 100. Thì như vậy để truyền cái giá trị ở cái OF29 này tức là truyền cái giá trị 100 vào đây á thì các bạn sẽ xóa cái F29 ở trong cái dấu lớn hơn này đi này. Và sau cái đóng ngoặc kép này các bạn sẽ dùng cái toán tử và và cái OF29 thì lúc này các bạn mới tích vào cái OF29. Đấy. Thì như vậy cái công thức ở đây nghĩa là gì? cái toán tử và F29 ở đây ý, nghĩa là nó sẽ truyền cái giá trị F29, tức là truyền cái giá trị 100 ở đây này vào sau cái dấu lớn hơn này. Đấy, tức là vào vào trong cái mở ngoặc kép vào đóng ngoặc kép thì lúc này công thức nó sẽ giống như cái gì ạ? Giống như cái công thức ở trên này đúng không? Đấy. Các bạn enter. Đấy các bạn thấy chưa? Thì kết quả nó vẫn là ba ở đây. Đấy các bạn kéo xuống đây. À các bạn tích đút vào đây nhé Thì cái ô F29 đây này, này, các bạn phải cố định cái ô F29 này lại. Vì các bạn áp dụng công thức này xuống dưới đúng không? Mình cần cái cố định cái F29 này các bạn bôi đen cái OF29 nhé các bạn ấn F4 đấy các bạn enter lại bây giờ các bạn kéo xuống đây bây giờ các bạn kéo xuống đây đấy các bạn thấy chưa nó bằng hai và bằng một thì với giá trị 100 thì nó sẽ giống hệt cái câu số 2 này thôi cái tổng tiền nhé các bạn sẽ bằng cái sami mét này cái vùng tính tổng thì các bạn cũng là gì ạ? cũng là toàn bộ cái phần doanh thu các bạn ấn F4 để cố định đấy phải tiếp là tiếp theo là cái vùng điều kiện đúng không các bạn chọn cái chủng loại trước này đấy các bạn ấn F4 để cố định phải theo chủng loại ở đây đúng không? Phải. Tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai là cái cột đơn giá đúng không? Các bạn bôi đen cái phần đơn giá F4 này cố định. Đấy các bạn phẩy Các bạn mở ngoặc kép ra các bạn sẽ là diện lớn hơn và các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại. Các bạn và gì Và với cái OF29. Tức là mình sẽ truyền cái giá trị ở OF29. Ở đây đang là 100 đúng không? Mình sẽ truyền cái 100 vào sau gì ạ? Vào sau cái dấu lớn hơn này. Đấy. Các bạn cố định cái OF29 này lại nhá. Các bạn ấn F4. Đấy mình sẽ đóng ngoặc đơn lại. Đấy các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả nó sẽ giống hệt ở trên này. Đấy, các bạn kéo xuống thôi. Đấy, bây giờ giả sử các bạn thay cái 100 này bằng 50 chẳng hạn nhé, các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì kết quả nó sẽ thay đổi ngay. Đấy, hoặc nếu như các bạn thay bằng 0 ấy, thì là gì ạ? Nó lại giống cái ví dụ thứ nhất. Đấy, đúng không? Đấy hoặc các bạn thay đổi bằng 200 chẳng hạn thì nó sẽ ra cái gì đấy chả có cái thiết bị nào mà có đơn giá lớn hơn 200 cả đúng không đấy 100 thì nó sẽ giống cái ví dụ trên Ok, ở đây mình sẽ có ba cái câu hỏi về nhà cho cái phần này cho các bạn nhé Là câu số 4, số 5 và số 6 Đấy, thì các bạn sẽ hoàn thành là gì Câu số 4 là các bạn sẽ tính cái số thiết bị gạch Mà gì có doanh thu lớn hơn 15 000 Đấy, tức các bạn sẽ điền cái công thức vào cái ô này nhé Đấy. tương tự các bạn sẽ có câu số 5 và câu số 6 Thì các bạn cũng comment cái câu trả lời của các bạn Trong cái phần bình luận ở dưới video nhé Đấy, các bạn biết câu trả lời thì các bạn comment xuống Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái hàm dò tìm là hàm VLOOKUP và HLOOKUP thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái hàm VLOOKUP nhé thì các bạn chú ý nhé ở dưới này là cú pháp của cái hàm VLOOKUP Đấy, thì cái hàm VLOOKUP nó sẽ gồm gì ạ nó sẽ gồm bốn thành phần đầu tiên là cái LOOKUP VALUE là cái giá trị dò tìm đúng không Đấy, cái thành phần thứ hai là cái TABLE ARRAY tức là bảng giá trị dò tìm và cái thành phần thứ ba là cái cột trả về và cái thành phần cuối cùng là cái phạm vi tìm kiếm thì phạm vi tìm kiếm ý, là các bạn có thể tìm chính xác thì các bạn sẽ điền là phô hoặc không hoặc là gì ạ? các bạn sẽ tìm tương đối đấy, thì các bạn sẽ điền là chu hoặc là gì là một đấy, tức là tìm gần đúng đúng không thì thông thường ấy trong công việc ý, thì hầu hết mọi người sẽ là tìm chính xác cho nên các bạn sẽ luôn luôn thấy là gì ạ? cái hàm với lúc cấp cái thành phần cuối cùng nó sẽ là phô hoặc là không đấy rất ít khi mà các bạn thấy nó là một hoặc là gì là chu đúng không đấy thì đấy là cái hàm Vlookup thì cú pháp của cái hàm Hlookup cũng vậy nó sẽ giống hệt. Nó chỉ khác là gì ạ? Nó chỉ khác là cái cột trả về. Nó sẽ thay bằng cái hàng trả về thôi, đúng không? Tại vì là cái Hlookup ấy là các bạn tìm kiếm theo hàng, còn Vlookup ấy là các bạn tìm kiếm theo cột. Đấy, thì cú pháp của hai cái hàm này nó sẽ giống hệt nhau. Nó chỉ khác là cột trả về và hàng trả về thôi. Đấy. Ok, mình sẽ đi vào cái ví dụ ở đây nhá. Thì giả sử ở đây mình sẽ có danh sách là gì ạ? Mình có cái họ tên này thành phố, điện thoại, ngày tuyển dụng và lương. Đấy, bây giờ giả sử mình cần tìm gì ạ? Tìm cái điện thoại của cái bạn Hoàng Quốc Bảo này thì các bạn làm như thế nào? Đấy, thì ở đây các bạn sẽ dùng cái hàm VLOOKUP nhé. Đấy, các bạn sẽ bằng này, VLOOKUP. Đấy, các bạn ấn tab nhé. Thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm VLOOKUP ấy là cái giá trị dò tìm. Thì các bạn đang cần tìm cái gì ạ? Các bạn đang cần tìm cái ông Hoàng Quốc Bảo này này là cái ô i5 đúng không? Đấy các bạn phải. Các bạn tìm Hoàng Quốc Bảo ở đâu? Ở cái vùng dữ liệu đây nhá thì các bạn chú ý nhá cái hàm vlookup ấy các bạn đang tìm là gì các bạn đang tìm họ tên đúng không thì cái vùng dữ liệu các bạn phải bắt đầu từ cái cột họ tên này đấy thì cái cột đầu tiên là cái cột họ tên rồi đúng không thì các bạn sẽ bôi đen tới cột đầu tiên đấy nhưng mà giả sử như cái cột họ tên ấy nó lại sau cái cột thành phố này ạ thì các bạn phải lựa chọn từ cái cột họ tên chứ các bạn đừng lựa chọn từ cái cột thành phố nhá thì đấy là cái lưu ý khi sử dụng cái hàm vlookup đấy thì cái bảng giá trị dò tìm sẽ là từ cái phần họ tên đến cái phần cuối cùng đi Đấy. Các bạn chú ý nhá, thì các bạn có thể bôi đen cái phần tiêu đề hoặc là không bôi đen cái phần tiêu đề cũng được. Đấy. Thì ở đây mình sẽ bôi đen cả cái phần tiêu đề. Đấy, các bạn phải cái cột trả về sẽ là cột thứ mấy? Vì ở đây các bạn đang tìm gì? Các bạn đang tìm cái điện thoại đúng không? Thì cái cột trả về sẽ bắt đầu tính từ cái vùng dữ liệu. Thì vùng dữ liệu của mình là từ cột B đúng không? Cột B sẽ là cột thứ nhất này. Thành phố sẽ là cột thứ hai và điện thoại sẽ là cột thứ ba đúng không? Thì như vậy cái cột trả về sẽ là cột thứ ba. Thì các bạn phải các bạn điền số 3 ở đây. Đấy. Phẩy ở đây mình tìm chính xác sẽ là không hoặc phô đúng không các bạn điền là không các bạn enter đấy thì như vậy các bạn sẽ ra được điện thoại của bạn Hoàng Quốc Bảo thì cái cách thức hoạt động của cái hàm VLOOKUP nó sẽ là như thế nào đầu tiên ý là nó xác định được là diện xác định được cái đối tượng tìm kiếm đầu tiên là diện cái đối tượng tìm kiếm là Hoàng Quốc Bảo đúng không thì nó sẽ chốt đối tượng tìm kiếm là Hoàng Quốc Bảo thì sau đấy nó sẽ đi tìm ở cái bảng dữ liệu của các bạn nhé thì cái bảng dữ liệu của các bạn là cái vùng dữ liệu ở đây các bạn chọn cả tiêu đề đúng không thì nó sẽ chọn cái cột đầu tiên của cái vùng dữ liệu để nó kiểm tra thì cái vùng dữ liệu mình bôi từ cột b thì nó sẽ kiểm tra cái cột b này thôi đúng không? Đấy, nó sẽ từ cái ô đầu tiên là cái họ tên này này nó sẽ kiểm tra à, họ tên thì là ạ nó không phải là hoàng quốc bảo đúng không? thì nó sẽ không tính đúng không? Đấy, nó sẽ chuyển đến cái bạn tiếp theo thì nó sẽ chuyển đến cái hàng dữ liệu ở dưới này tiếp theo là nguyễn văn ba đúng không? nguyễn văn ba thì cũng không phải là hoàng quốc bảo Đấy, thì nó sẽ bỏ qua và nó tìm tiếp theo là diện là nguyễn duy dương cũng không phải thì nó sẽ bỏ qua đấy và đến cái bạn tiếp theo này là hoàng quốc bảo à đúng rồi thì nó sẽ xác định là gì là chốt cái ông hoàng quốc bảo là ở cái vị trí ở đây là cái hàng thứ bảy đúng không thì nó sẽ chốt cái vị trí ở đây là tìm được hoàng quốc bảo này sau khi mà nó tìm được cái vị trí của hoàng quốc bảo rồi ấy, thì nó sẽ tính là cái cột trả về đúng không thì trong cái công thức này cái cột trả về của mình là cột số 3 đúng không thì bắt đầu nó sẽ dịch sang cột số 3 thì cái cột họ tên là cột thứ nhất rồi đúng không cột thành phố là cột thứ hai và cái cột thứ ba là cái cột điện thoại thì nó sẽ giống cái bạn hoàng quốc bảo này sang đây này thì nó sẽ chốt là gì ạ? ở đây điện thoại của ông hoàng quốc bảo đây các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả này nó sẽ giống hệt nhau đấy là cái điện thoại của ông gì ông hoàng quốc bảo đấy đấy là cái cách thức hoạt động của cái hàm vlookup nhé bây giờ giả sử mình sẽ tạo cái danh sách sổ xuống đi các bạn sẽ tích vào cái ô hoàng quốc bảo này vào thẻ data các bạn sẽ tạo cái gì các bạn vào data validation ở cái mục lâu các bạn sẽ chọn là list nhé và các bạn sẽ tích vào cái phần sọt các bạn bôi đen toàn bộ cái danh sách họ tên ở đây các bạn sẽ ấn ok các bạn sẽ tạo cái danh sách sổ xuống ở đây đúng không? mình chọn ví dụ mình chọn cái bạn Nguyễn Văn Ban đi đấy cái điện thoại Nguyễn Văn Ban sẽ thay đổi đúng không? Đấy, Võ Quốc Việt đấy điện thoại của Võ Quốc Việt đây đấy đấy là cái cách thức hoạt động của cái hàm vlookup nhé thì tiếp theo là cái hàm hlookup thì cái hàm hlookup là gì? trong cái hàm vlookup này các bạn sẽ thấy là gì ạ cái vùng dữ liệu của bạn ấy, là nó bố trí theo cột tức là diện là họ tên này này thì các cái họ tên nó sẽ là theo cột ở đây là theo chiều dọc đúng không? Còn trong trường hợp của cái hàm HLOOKUP cấp thì cái vùng dữ liệu tức là cái vùng mà các bạn dò tìm ấy, thì nó lại theo hàng tức là nếu như mà họ tên ở đây thì là nó lại ở cái hàng thứ 13 này cơ đấy các bạn thấy chưa cái họ tên nó lại ở hàng thứ 13 nguyễn văn ban nguyễn duy dương hoàng quốc bảo võ quốc việt và hoàng bảo trị chẳng hạn thế đúng không đấy thì đấy là lý do vì sao mình phải sử dụng cái hàm hát nút cấp thì do cái vùng tìm kiếm của mình ấy, cái vùng dữ liệu ấy, nó lại là theo diện theo hàng cho nên các bạn phải dùng HLOOKUP lúc cấp Đấy, các bạn sẽ bằng là hát lúc cấp Đấy, các bạn ấn tab nhé thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm hát lúc cấp là cái họ tên đúng không là cái ô i 3 này đấy các bạn phải các bạn tìm kiếm ở đâu thì vì các bạn đang tìm kiếm theo gì ạ theo cái họ tên là hoặc quốc bảo này cho lên gì ạ cái hàng đầu tiên phải là cái hàng 12 này đấy các bạn có thể bôi cả cái tiêu đề là cột b hoặc các bạn bôi từ cái cột c cũng được nhưng mà cái hàng đầu tiên phải là cái hàng 12 hai đây ví dụ mình bôi cả cái hàng tiêu đề thì nó sẽ là từ B12 đến G16 tức là cái hàng 12 đến hàng, đến hàng 16 đúng không? Đấy. Các bạn phải Tiếp theo là cái hàng trả về. Thì các bạn chú ý nhé cái hàng đầu tiên ấy là cái hàng họ tên. Tiếp theo là thành phố là hàng thứ hai và cái hàng điện thoại là cái hàng thứ ba đúng không? Cho nên ở đây các bạn phải là điền các bạn điền số 3 là hàng thứ ba. Phải các bạn tìm kiếm chính xác sẽ là không đúng không? Đấy các bạn enter. Đấy thì các bạn sẽ ra được điện thoại của bạn Hoàng Quốc Bảo. Ở đây mình sẽ tạo cái danh sách sổ xuống các bạn. Ctrl C để copy này các bạn vào đây các bạn căn chân V để mình sẽ lấy cái danh sách sổ xuống các bạn thấy chưa điện thoại của võ quốc việt là giống nhau đấy bởi vì dữ liệu ở đây là theo hàng cho nên các bạn phải dùng hlookup cấp thì đây là cái gì ạ đây là cái hàm hlookup cấp và vlookup cấp nhá còn đây là cái phần bài tập về nhà để các bạn luyện tập nhá thì ở đây là gì mình có cái vùng dữ liệu là bao gồm chủng loại thiết bị số lượng đơn giá và thành tiền cái câu hỏi ở đây là gì ạ các bạn sẽ xác định được cái đơn giá, số lượng và thành tiền của các cái thiết bị cụ thể ở đây. Đây ví dụ chỉ may này này thì chỉ may đây đúng không? Đây thiết bị chỉ may thì các bạn phải xác định là đơn giá bao nhiêu, uh, số lượng bao nhiêu và thành tiền bao nhiêu. Đấy thì các bạn sẽ thêm cái cột là gì Ở đây có đơn giá rồi đúng không? Các bạn thêm số lượng và thành tiền ở đây để các bạn sẽ làm cho gì Cho tìm kiếm các cái chủng loại này. Và câu hỏi thứ hai ấy là các bạn sẽ làm làm cái câu trên này với cái vùng dữ liệu đấy là khác sheet và khác file nhé các bạn sẽ thấy nó khác nhau như thế nào thì nó giống như cái nhóm hàm tính tổng ở các sheet và các file mình nói cho các bạn thôi thì các bạn sẽ luyện tập như vậy nhé các bạn chú ý nhé trong thực tế công việc của các bạn ấy hầu như là các bạn sẽ dùng vlookup và các bạn rất ít khi dùng hlookup và trong công việc cụ thể của mình ấy, thì mình chưa bao giờ dùng hlookup cả thì tại vì sao lại có cái trường hợp này tại vì hầu hết dữ liệu của mọi người ấy là bố trí theo chiều dọc tức là theo cột rồi ví dụ họ tên ấy, thì mình sẽ nhập họ tên xuống dưới này chứ không bao giờ mình nhập họ tên theo cái hàng hàng như thế này đúng không? Theo hàng ngang. Đấy, cho lên gì ạ? Trong thực tế công việc ấy thì hầu như các bạn chỉ gặp cái hàm Vlookup thôi mà rất ít khi các bạn dùng đến Hlookup nhá. Đấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về cái hàm Index và Match. Thì cái hàm Index và Match ấy nó sẽ hay hơn cái hàm Vlookup tại vì sao? Thì quay lại cái hàm Vlookup mình sẽ nói cho các bạn là gì ạ? Giả sử như cái họ tên này này, đấy các bạn ví dụ các cái họ tên các bạn kéo sang đây. Đấy, các bạn kéo sang đây này thì gì, nếu như họ tên nó nằm ở bên diện nó nằm ở bên phải của cái điện thoại này này đây cái điện thoại đây thì các bạn không thể dùng được vlookup đấy. tại vì cái hàm vlookup ấy, thì nó chỉ tìm được cái dữ liệu ở bên phải cái phần họ tên thôi tức là gì? cái trường điện thoại nó nằm ở bên trái họ tên ấy. thì các bạn không thể tìm được điện thoại dựa vào họ tên thì đấy chính là cái nhược điểm của cái hàm vlookup nhé mình sẽ undo, chân z để undo lại nhé đấy. bây giờ quay trở lại cái index của mét thì cái index và mét nó sẽ khắc phục được nhược điểm của cái hàm vlookup và hlookup ở trên đấy thì cái cú pháp của index và mét là gì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái hàm mét cũng như là cú pháp nhé thì cái hàm mét ấy nó sẽ làm gì ạ nó sẽ trả về cái thứ tự tìm kiếm trong vùng dữ liệu đấy các bạn chú ý nhé nó trả về thứ tự nhá thứ tự tìm kiếm trong vùng dữ liệu đấy còn cái hàm index là gì ạ cái hàm index ấy, nó sẽ trả về một giá trị tham chiếu từ một vùng dữ liệu đấy khi mà gì dạ, các bạn có một cái vùng dữ liệu này các bạn xác định được là gì các bạn xác định được cái hàng trả về và cột trả về đấy, tức là các bạn xác định được cái hàng bao nhiêu trong cái vùng dữ liệu và cái cột bao nhiêu trong cái vùng dữ liệu thì các bạn sẽ lấy được cái giá trị của nó đúng không thì mình sẽ dùng cái hàm index đấy là ý nghĩa của hàm index và mét ở đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn hiểu nhé thì ở đây là gì mình có thành phố này điện thoại họ tên ngày tuyển dụng và lương thì giả sử các bạn có là gì ạ các bạn cụ thể ở đây nếu như các bạn muốn tìm điện thoại từ họ tên đúng không thì các bạn không thể dùng được vlookup đây ví dụ họ tên ở đây này điện thoại ở đây thì các bạn không thể dùng được vlookup đúng không tại vì cái điện thoại này nó lại nằm ở bên trái cái họ tên nếu như nó nằm bên phải như ngày tuyển dụng và lương ấy, thì các bạn thì các bạn có thể dùng được vlookup nhưng mà cái điện thoại nó lại nằm ở bên trái cái họ tên cho nên các bạn không thể dùng được vlookup đấy thì ở đây mình buộc phải dùng cái index of match thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái hàm trước nhé thì giả sử các bạn cần tìm cái họ tên trong cái gì ạ? trong cái cột họ tên này thì các bạn sẽ tìm được cái ông Nguyễn Văn Ban nó sẽ ở thứ tự bao nhiêu đúng không? Là ở hàng bao nhiêu? Đấy. Thì các bạn sẽ dùng cái hàm mét nhé Các bạn sẽ bằng là mét này. Thì cái thành phần đầu tiên của cái hàm mét ấy là cái giá trị tìm kiếm đúng không? Mình cần tìm cái ông Nguyễn Văn Ban này này. Đấy thì chính là cái giá trị tìm kiếm các bạn sẽ tích vào cái ô B13. Phải, các bạn tìm ở đâu? Các bạn tìm ở toàn bộ cái cột họ tên này này. Đấy các bạn có thể bôi đen từ cái phần tiêu đề nhé Tức là gì ạ? Từ D4 đến D D9 Đấy Phải Các bạn tìm kiếm gì ạ? Các bạn tìm kiếm chính xác Thì các bạn sẽ điền là không đúng không? Đấy các bạn enter Thì nó sẽ ra là hai Thì ở đây tại sao nó lại ra hai Vì các bạn đang tìm ở cái cột họ tên đúng không? Đấy Thì là gì ạ? Thì cái họ tên ấy sẽ là Thứ nhất đúng không? Trả về thứ tự mà Và cái ông Nguyễn Văn Ba ấy Sẽ là ở cái Tức là ở cái dữ liệu thứ hai trong cái vùng dữ liệu ở đây. Đấy, tức là cái thứ tự của Nguyễn Văn Ban ấy thì nó sẽ là thứ tự thứ hai đấy thì nó sẽ trả về là hai giả sử ở đây ấy, mình thay nguyễn văn ban bằng gì ạ? bằng võ quốc việt nhá các bạn copy võ quốc việt này các bạn vào đây các bạn căn chân v thì nó sẽ trả về là gì ạ vị trí thứ năm thì các bạn cùng đếm nhá họ tên là một này vì mình bôi cái vùng dữ liệu của mình là từ họ tên mà đúng không thì họ tên là một nguyễn văn ban là hai nguyễn duy dương là ba hoàng quốc bảo là bốn và võ quốc việt là năm đấy thì cho nên nó trả về là gì ạ? trả về cái kết quả là thứ năm ở đây đấy thì như vậy là gì ạ? cái hàm mét này nó sẽ trả về cái thứ tự mà gì các bạn tìm kiếm trong một phạm vi đúng không? Tiếp theo là gì? là cái điện thoại của Nguyễn Văn Ban thì mình sẽ xác định là gì cái vị trí thứ mấy đúng không? Các bạn phải copy cái điện thoại sang đây thì mới đúng. Đấy. Tức là cái điện thoại nó sẽ ở cái cột thứ mấy trong cái phần tiêu đề ở đây. Đấy thì các bạn sẽ bằng nhá. Các bạn cũng dùng cái hàm mét mét của gì của điện thoại đúng không? Thì các bạn có thể tích vào cái điện thoại này này hoặc là các bạn gõ trực tiếp điện thoại đúng không? Là cái OB17 phẩy các bạn tìm ở đâu? Các bạn tìm ở toàn bộ cái phần tiêu đề ở đây. Đấy các bạn gì ạ? Các bạn phải các bạn là gì ạ? là không là tìm chính xác đúng không? Các bạn enter thì cái điện thoại nó sẽ ở cái gì ạ? Cái vị, vị trí thứ hai trong cái vùng dữ liệu này. Đấy thì trong cái vùng tiêu đề nhá thì cái thành phố là thứ nhất này, thì điện thoại là thứ hai đúng không? Họ tên là thứ ba và ngày tuyển dụng là thứ tư, lương là thứ năm. Ví dụ các bạn thay điện thoại bằng gì ạ? bằng cái ngày tuyển dụng đi các bạn căn trên C. Các bạn vứt vào đây các bạn căn trên V. Đấy thì nó sẽ trả về là thứ tư đúng không? vì điện thành phố là một điện thoại là hai họ tên là ba và ngày tuyển dụng là thứ tư đấy bây giờ mình cần dương xét để ấn đu lại nhé thì như vậy là gì ạ cái điện thoại sẽ ở cái cột dữ liệu thứ hai và cái võ quốc việt này nó sẽ ở cái hàng dữ liệu thứ năm thì đây các bạn sẽ dùng cái hàm index để các bạn sẽ xác định được là cái điện thoại của bạn nguyễn văn ba đấy thì các bạn sẽ bằng nhá mình sẽ giới thiệu về cái hàm index luôn các bạn ấn tab thì cú pháp của cái hàm index ấy là toàn bộ cái vùng dữ liệu ở đây các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu là từ b bốn đến f 9 đúng không đấy phải để xác định được điện thoại của nguyễn văn ban ấy thì là gì thì mình sẽ xem cái nguyễn văn ban ấy nó sẽ ở hàng thứ mấy trong cái vùng dữ liệu này tự đầu tiên là họ tên là thứ nhất này nguyễn văn ban là thứ hai thì nó sẽ ở hàng thứ hai đúng không các bạn phải hai đấy phải tiếp theo là cái điện thoại sẽ ở cột thứ mấy điện thoại nó sẽ ở cột thứ hai là phải hai đúng không đấy các bạn enter thì các bạn sẽ ra được điện thoại của nguyễn văn ban bây giờ các bạn đổi cái võ quốc việt này vào nguyễn văn ban đi để cho các bạn dễ hiểu Các nhân c này ấy can chân V. Đấy, thì như vậy là gì ạ? Ở đây các bạn có thể thấy cái số 2 này, cái số 2 đầu là chính là cái hàng của cái bạn Nguyễn Văn Ban và cái hai sau là cái cột điện thoại. Bây giờ giả sử các bạn thay Nguyễn Văn Ban bằng gì ạ? Các bạn thay Nguyễn Văn Ban bằng Võ Quốc Việt đi, can chuyển C này. Vứt vào đây thì các bạn thấy là Võ Quốc Việt nó sẽ ở gì ạ? Nó sẽ ở cái hàng thứ 5 đúng không? Các bạn can chuyển V vào đây. Ở đây là Võ Quốc Việt đúng không? Các bạn tích đút vào đây thì các bạn sẽ là gì ạ võ quốc việt võ quốc việt ở đây nó phải là gì nó phải là cái hàng thứ năm các bạn enter đấy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ đây sẽ ra là cái điện thoại của bạn võ quốc việt đây 65 này này đấy 4565 đúng không đấy đấy là cái số điện thoại của bạn võ quốc việt đấy các bạn thấy chưa thì như vậy là gì ạ các bạn sẽ thay cái số 5 này và cái số 2 này bằng cái hàm mét nhá hai cái hàm mét trên này đấy bây giả sử nếu như các bạn không phải là tìm điện thoại mà các bạn tìm thành phố đi đúng không các bạn căn trên c thành phố này vứt vào đây can chân v và can chân v ở đây đấy thì nếu như mà thành phố ấy, thì nó là cột thứ mấy thành phố là cột thứ nhất đúng không thì các bạn sẽ thay số 2 bằng số số 1 các bạn enter đấy thì nó sẽ ra là gì ạ cái thành phố của bạn võ quốc việt ấy, nó sẽ là hà nội đúng không đấy thì như vậy là gì ạ mình đã giới thiệu cho các bạn cái hàm mét ấy, nó sẽ trả về số thứ tự đúng không mình sẽ sử dụng cái index và mét để tính là gì để tính được cái ví dụ là thành phố trong trường hợp này thì ở đây các bạn tìm thành phố của của cái họ tên đúng không? Các bạn không thể dùng được VLOOKUP Đấy, thì các bạn sẽ dùng INDEX và match. Các bạn sẽ bằng nhé Đầu tiên mình sẽ gõ là INDEX Đấy, các bạn ấn tab Thành phần array ấy, là các bạn lên bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu này Đúng không? Đấy, phải Thành phần thứ hai ấy, là các bạn phải xác định được cái gì? Cái row number tức là cái hàng Cái hàng của bạn võ quốc Việt này nằm ở hàng thứ mấy đúng không? Thì các bạn sẽ thấy cái võ quốc Việt ở đây này Nó sẽ nằm ở hàng thứ mấy Vì các bạn bôi đen cái vùng array là cả tiêu đề đúng không? Thì tiêu đề sẽ là một này hai ba bốn năm đấy thì mình sẽ dùng cái hàm mét để các bạn sẽ xác định hàng trả về nhé các bạn sẽ dùng cái hàm mét này các bạn ấn tab các bạn tìm kiếm là gì ạ tìm kiếm là võ quốc việt đúng không đấy là ob 21 phẩy các bạn tìm ở đâu toàn bộ cái cột họ tên này đấy các bạn phải không là tìm chính xác đúng không các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại thì như vậy là gì cái hàm mét thứ nhất ấy nó sẽ xác định được cái hàng thứ mấy của cái bạn võ quốc việt này đấy bây giờ các bạn sẽ bôi đen cái hàm mét này nhé và các bạn ấn F9 nó sẽ chạy ra là gì ạ nó chạy ra là thứ năm này hoặc bạn vào formula các bạn tích vào cái cái cú nào đấy các bạn thấy chưa cái hàm này nó sẽ trả về là số 5 tức là thứ tự của cái bạn võ quốc việt ấy, là cái hàng thứ năm các bạn ấn Ctrl Z nhé để trả về công thức đấy phải tiếp theo là mình phải xác định được cái cột cột thành phố là cột thứ mấy thì các bạn sẽ sử dụng cái mesh để các bạn xác định cột nhé còn nếu như các bạn chỉ làm thành phố thôi thì các bạn sẽ gõ số 1 vào đây còn nếu như các bạn thích dùng nó linh động hơn ý, thì các bạn sẽ dùng cái hàm mét là các bạn sẽ tìm cái thành phố là ô thì OC20 phải trong cái vùng dữ liệu ở đây là cái vùng tiêu đề nhá. Đấy các bạn phải không là tìm chính xác đúng không? Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm mét thứ hai này. Thì cái hàm mét thứ hai này nó sẽ xác định được cái cột mà các bạn cần tìm kiếm. Thì cái cột thành phố ấy sẽ là cột thứ nhất đúng không? Đấy các bạn bôi đen cái hàm mét thứ hai này. Đấy, các bạn sẽ ấn F9 nhé, hoặc các bạn vào formula, các bạn tích cái calculate nào Đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ trả về số 1. Đấy các bạn cần chữ Z. Bây giờ các bạn sẽ gì ạ? À, các bạn xuống dưới này các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm index các bạn enter. Đấy thì như vậy bạn võ quốc việt ý, ở thành phố hà nội đúng không đây võ quốc việt đây ở thành phố hà nội thế bây giờ mình chỉ cần thay cái điện thoại này căn chương c bằng cái thành phố các bạn căn chương v thì nó sẽ lập tức là gì ạ? nó sẽ ra được ngay là cái điện thoại của bạn võ quốc việt thì tại sao nó lại thay đổi được thế tại vì cái hàm mét thứ hai này này nó sẽ tính được cái điện thoại sẽ nằm ở gì nằm ở cái cột dữ liệu bao nhiêu đúng không đấy còn nếu như các bạn thay cái điện thoại bằng họ tên ý, thì nó lại ra đúng với bạn võ quốc việt luôn, căn chuyên v đấy ra võ quốc việt luôn hoặc là thay bằng diện ngày tuyển dụng thì các bạn tích vào đây các bạn căn chuyên v thì nó sẽ ra ngày tuyển dụng luôn đấy các bạn đổi về định dạng ngày tháng thôi nhé đây các bạn sẽ ví dụ các ngày tháng này các bạn và format này các bạn đổi định dạng thôi đấy thì nó sẽ ra ngày tháng nhé ngày tháng bản chất đó là số mà mình căn chuyên z hoặc các bạn sẽ tìm lương này căn chuyên c đấy, các bạn tích vào đây thì nó sẽ ra là lương đấy thì như vậy ở cái hàm mét thứ hai ấy, thì nó sẽ xác định được cái cột trả về thôi. Thì với lương ở đây ấy, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể dùng được Vlookup đúng không? Tại vì lương nó làm ở bên phải họ tên rồi, đấy. Thì như vậy cái hàm index và mét ấy, nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của cái hàm Vlookup là gì? Ấy? Không thể tìm được bên trái của cái giá trị tìm kiếm đúng không? Ok, giả sử mình thay võ quốc Việt bằng gì ạ? Bằng Hoàng Bảo Trị đi, căn C C. Các bạn căn V. Đấy thì kết quả đây nó tự thay đổi ngay. Tại vì ở cái hàm mét thứ nhất ấy, là nó sẽ tính được cái bạn ở đây là bạn Hoàng Bảo Trị nằm ở cái hàng thứ mấy của cái vùng họ tên này rồi đúng không? Đấy, cho nên nó sẽ ra được lương ngay. Đấy, nếu như các bạn tìm điện thoại này, căn chân C, các bạn căn chân V vào đây, đấy, thì nó sẽ ra được ngay điện thoại của bạn Hoàng Bảo Trị. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái hàm điều kiện if và các cái hàm logic and và hàm o. Thì cái hàm điều kiện if là gì? Cái hàm điều kiện if ý nghĩa là gì? Khi giá trị của một cell sẽ phụ thuộc vào một hoặc là nhiều xeo khác đấy thì cú pháp của cái hàm if là gì ấy? nó sẽ gồm ba thành phần đầu tiên là diện cái biểu thức so sánh và cái thành phần thứ hai là cái giá trị trả về bởi vì cái biểu thức so sánh của bạn nó sẽ có hai khả năng nếu như mà cái biểu thức so sánh của bạn là đúng ấy thì nó sẽ trả về cái thành phần thứ hai của hàm if và gì ạ nếu như mà cái gì ạ cái biểu thức so sánh của bạn là sai thì nó sẽ trả về cái thành phần thứ ba của cái hàm if đấy thì giả sử như ở đây mình có là gì mình có một cái ví dụ nếu như mà khách mua hàng hết hơn một triệu trở lên ý thì mình sẽ giảm giá 5% còn lại tức là ngược lại là mua hàng ý mà chưa đến một triệu ý, thì là là diện là không được giảm giá đấy thì trong trường hợp nếu như khách mua hàng là 2 triệu đấy thì đúng là giảm giá 5% đúng không vì nó lớn hơn một triệu còn ngược lại là diện nếu mua hàng mà hết 800.000 tức là nhỏ hơn một triệu thì sẽ không được giảm giá đúng không đấy thì trong cái ví dụ này là diện mình sẽ có danh sách là 10 nhân viên đúng không Đây là cái hiệu suất làm việc Đấy. Và đây là cái cột thưởng và đây là cái đạo đức tức là cái văn hóa cũng như là các bạn chấp hành lề lết của công ty đấy đúng không? Đấy. Thì đây mình sẽ làm gì ấy? Cái cột thưởng nhá. Đầu tiên nó sẽ yêu cầu là gì ạ? Thưởng 5% nếu như hiệu suất mà lớn hơn 100% đúng không? Đấy thì các bạn sẽ bằng ít này. Các bạn ấn tab nhá. Thì cái biểu thức so sánh ở đây là gì? Ấy? Mình sẽ so sánh cái hiệu suất với cả 100 đúng không? Thì mình đang làm cho cái sinh viên 01 này. Các bạn sẽ tích vào cái ô hiệu suất là C4 đúng không? có gì ạ? Có lớn hơn 100 hay không? Thì như vậy là gì ạ? Cái biểu thức so sánh của mình ở đây là gì? Mình sẽ so sánh cái C4 này với 100. Nó sẽ có hai khả năng đúng không? Nếu như C4 mà lớn hơn 100 thật ấy, thì nó sẽ trả về cái tham số thứ hai là value is true. Và nếu như mà gì ạ? mà không lớn hơn 100 thì nó sẽ trả về cái thứ ba đúng không? Là value is false. Đấy, thì các bạn sẽ phải là thì ở cái giá trị thứ hai tức là đúng là C4 là lớn hơn 100 thật đúng không? Thì các bạn sẽ trả về là gì ạ? Trả 5%. Đấy tức là các bạn sẽ thưởng 5% thì các bạn sẽ điền là diện 5% vào đây. Đấy các bạn phải Cái thành phần thứ ba của cái hàm if ý Là value if Tức là nếu như C4 nó không lớn hơn 100 Thì các bạn sẽ trả về kết quả trống nhé Hoặc các bạn sẽ không điền gì cả đúng không Ví dụ các bạn để về trống các bạn mở ngoặc kép ngoặc kép luôn Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại xong hàm if đúng không Các bạn enter Đấy Thì bạn này là 70 đúng không Thì nó không trả về gì cả Vì nó không lớn hơn 100 đúng không Là không được thưởng Đấy các bạn sẽ tích đúp xuống đây Đấy các bạn thấy chưa Vậy các bạn sẽ chuyển về phần trăm nhé Các bạn sẽ tích vào cái phần trăm trong cái thẻ hôm này, này, các bạn sẽ tích về phần trăm thì nó sẽ là 5 tiếp theo là mình sẽ làm gì ạ? mình sẽ xét về cái tăng lương nhé thì tăng lương nó sẽ có điều kiện là gì ạ? nếu như hiệu suất mà lớn hơn 100 và gì ạ và cái hạnh kiểm tốt tức là hạnh kiểm tốt tức là mình sẽ chấp hành lời lên văn hóa công ty đúng không đấy thì nếu như mà tăng lương ấy, thì mình sẽ tích bằng thay bằng dấu ích nhá tức là bạn nào mà tích dấu x thì là tăng lương đúng không và tương tự các bạn sẽ làm cái cột giảm lương giảm lương là gì nếu như mà hiệu suất nhỏ hơn 50 tức là cái năng lực làm việc quá là kém đúng không hoặc là gì ạ hoặc là đạo đức kém ý thức kém đấy đúng không tức là các bạn không chấp hành lời lết gì cả các bạn cũng sẽ bị giảm lương đấy không quan tâm gì đến hiệu suất nhá đấy tức là hoặc ở đây là chỉ cần một trong hai thôi là mình sẽ đã bị giảm lương rồi thì ok mình sẽ làm đầu tiên là cái tăng lương trước nhá đấy, thì các bạn chú ý là đây là gì ạ? cái tăng lương nó sẽ xảy ra hai cái điều kiện đồng thời là cái hiệu suất là lớn một trăm và cái hạnh kiểm phải là tốt đúng không thì mình sẽ dùng cái hàm n đấy thì đầu tiên mình sẽ nói qua hàm n này thì các bạn chú ý cái hàm n ở đây mình đã để cái cú pháp rồi nhé. Cái cú pháp của hàm n là gì? ạ? Là các cái biểu thức logic đúng không? Là logic 1, logic 2 hoặc là logic 3. Thì trong trường hợp này mình sẽ có hai cái biểu thức logic thôi đúng không? Đấy. Thì nó sẽ trả về chu. Nếu như gì ạ? Nếu như mà tất cả nha các bạn chú ý tất cả. Tức là biểu thức logic 1 và logic 2 nó phải đều đúng hết thì cái cú pháp của hàm n này nó mới trả về chu. Còn là gì ạ? Nó trả về phô nếu như một cái mệnh đề bất kỳ là sai tức là chỉ cần logic một sai hoặc logic hai sai còn nếu cả hai sai cũng đều là gì đều sẽ trả về phô hết đấy. chỉ cần một cái sai rồi đều là trả về phô rồi đấy cho nên cú pháp của hàm n là như vậy n tiếng anh nó là và đúng không là đồng thời đấy thì ở đây nếu như các bạn bằng này các bạn bằng n chẳng hạn thế nha các bạn sẽ test trước cái hàm n này nếu như mà gì cái hiệu suất ở đây là lớn hơn gì ạ lớn hơn 100 đấy phải và cái biểu thức logic thứ hai là cái đạo đức ở đây này đạo đức ở đây phải là tốt đúng không bằng gì ạ bằng mở ngoặc kép ra các bạn sẽ ghi là tốt đúng không đấy các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm n này thì nghĩa là gì nghĩa là nếu như mà đúng là c bốn lớn 100 tức là hiệu suất lớn 100 và gì ạ và ông này văn hóa tốt chấp hành đầy đủ ý thức đúng không thì mình sẽ xét tăng lương thì nếu như mà thỏa mãn đồng thời cả hiệu suất và cả cái văn hóa đạo đức tốt ấy thì nó mới trả về chu nhá đấy các bạn enter này đấy thì nó sẽ trả về phô tại vì sao mặc dù ông này là gì ạ là đạo đức tốt nhưng mà cái hiệu suất quá kém chỉ được 70 thôi thì nó sẽ không trả về chu đúng không? Đấy các bạn tích đút xuống đây. Đấy các bạn sẽ thấy là gì ạ? Bạn này chu này, bạn này chu thì như vậy hai cái bạn này chu tại vì sao ạ? Vì hiệu suất lớn hơn 100 và hạnh kiểm tốt. Đấy các bạn thấy chưa? Hiệu suất lớn hơn 100 và tốt. Ông này ví dụ 120 ấy nhưng mà chỉ được cái chấp hành là khá thôi. Cho nên là ông này vẫn không được tăng lương. Đấy, cho nên ở đây nó là phô. Đấy, thì như vậy mình sẽ sử dụng cái biểu thức so sánh trong cái hàm ít là cái biểu thức n này nhá. Đấy thì bây giờ để xét tăng lương nhá thì các bạn if trước cái hàm n này đúng không các bạn ấn tab thì cái logical test của cái hàm ít này chính là cái hàm n này luôn đúng không đấy các bạn xuống cuối các bạn phẩy này thì giá trị trả về nếu đúng tức là cái n này đúng là xảy ra đồng thời đúng không thì các bạn sẽ gì ạ tăng lương thì các bạn sẽ mở ngoặc kép các bạn tích hữu x đúng không đóng ngoặc kép lại phẩy ngược lại không tăng lương thì các bạn trả về cái tự chống đúng không mở ngoặc kép đóng ngoặc kép các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong hàm ít các bạn enter đấy thì như vậy các bạn tích đúp các bạn chỉ thấy hai cái chu này này nó sẽ trả về dấu x các bạn tích đúp vào đây Đấy thì như vậy hai cái bạn này là được tăng lương thôi đúng không? Tiếp theo là cái giảm lương Thì giảm lương là gì ạ? Giảm lương nó lại có cái hoặc ở đây Hoặc ở đây tức là gì Chỉ cần một trong hai cái điều kiện này xảy ra là đã bị giảm lương rồi Một là gì Hiệu suất quá kém Hai là gì ạ? Là chấp hành ý thức quá kém Chỉ cần một trong hai là đã giảm lương rồi đúng không? Thì ở đây là cái hàm O nhé cái hàm o cú pháp của nó thì cũng giống hệt hàm n thôi nó là cái các cái biểu thức logic thì có thể là gì ạ là 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 1 thôi đúng không? Bao nhiêu biểu thức logic cũng được thì nó sẽ trả về chu khi nào? Khi một trong các cái biểu thức logic này chỉ cần một thôi nhá mà trả về đúng ấy thì nó sẽ trả về chu. Còn ngược lại, khi mà tất cả đều là sai thì nó mới trả về phô Đấy, thì nó sẽ ngược lại với cái hàm n. Thì hàm o này tiếng Anh nó là hoặc mà, hoặc một trong nhiều đúng không? Đấy. Các bạn sẽ bằng mình sẽ nói về cái hàm o trước nhé. O cái biểu thức so sánh thứ nhất là gì ạ? Mình sẽ xem cái hiệu suất này này Có nhỏ hơn 50 hay không Nhỏ 50 Phải hoặc là gì ấy? Cái biểu thức logic thứ hai là cái đạo đức này này Có bằng kém hay không Đấy Bằng Mở ngoặc kép ra là kém đúng không Các bạn đóng ngoặc kép Đóng ngoặc đơn lại các bạn enter Thì đây nó là phô Tại vì sao ạ Ông này vừa là hiệu suất 70 là lớn 50 rồi Và đạo đức tốt Thì hiển nhiên rồi đúng không Các bạn tích nút xuống đây Đấy Thì như vậy có mỗi ông này là chu Và ông này là chu Thì như vậy có hai ông chu đúng không Ông này tại sao ạ? Tại vì ông hiệu suất ông này quá là gì ạ? Quá thấp nhỏ 50. Mặc dù là gì ạ? Mà chấp hành là khá nhưng mà vẫn bị gì ạ? Vẫn bị giảm lương bởi vì cái hiệu suất là quá là kém. Hoặc ông này bằng chu, mặc dù cái hiệu suất là 70 nó lớn hơn 50 nhưng mà gì ạ? Vì cái đạo đức là là kém. Đâm ra là chu là nghĩa là giảm lương đúng không? Đấy thì đấy như vậy là có gì ạ? Có hai ông bị giảm lương. Bây giờ mình sẽ lồng cái hàm ít trước cái hàm o này nhá. Thì các bạn sẽ ít này sau dấu bằng là hàm ít ấn tab thì cái biểu thức logic chính là cái hàm O này luôn. các bạn xuống dưới này các bạn phẩy. nếu như giảm lương các bạn tích dấu x đúng không? mở ngoặc kép dấu x đóng ngoặc kép phẩy. còn lại thì nếu mà không bị giảm lương trả về chữ trắng đúng không? các bạn mở ngoặc kép đóng ngoặc kép. sau đó các bạn sẽ đóng đơn lại để xong cái hàm ít các bạn enter đấy. các bạn sẽ tích đúp đấy thì như vậy là hai cái bạn này là gì? hai cái bạn này là là bị giảm lương. một ông thì là gì ạ? một ông là hiệu suất quá kém và một ông là gì? cái đạo đức ý thức là quá kém đúng không? đấy là cái hàm ít kết hợp với n và o cũng như là cái hàm ít để mình xét cái thưởng này đấy ok bây giờ mình sẽ là cái phần uh, bài tập về nhà cho cái nhóm hàm này nhé thì giả sử ở đây mình có danh sách là các cái sinh viên đấy mình sẽ có tổng điểm và gì ạ? và hạnh kiểm bây giờ mình sẽ làm ba cái câu hỏi này nhé câu hỏi thứ nhất là gì ạ tổng điểm mà lớn hơn điểm chuẩn và hạnh kiểm tốt thì được học bổng đúng không đấy tức là học bổng ở đây là phải xảy ra đồng thời tổng điểm phải lớn hơn điểm chuẩn và hạnh kiểm tốt đây hạnh kiểm tốt thì mới được học bổng đúng không còn lên lớp là diện lên lớp là tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn hoặc là hạnh kiểm tốt còn ở lại lớp là diện tổng điểm không lớn hơn điểm chuẩn và hạnh kiểm là kém đấy thì ba cái câu hỏi này sẽ là dành bài tập về nhà cho các bạn nhé tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái hàm sample product ở đây là cái vùng dữ liệu của mình nha các bạn nhìn vào đây nó sẽ có các cái năm là năm 2019 và 2020, nó sẽ có các cái tháng và các cái ngày tương ứng đúng không? Đây là khu vực, mình sẽ có ba khu vực. Đây là nhà phân phối, đây là sản phẩm, số lượng và đơn giá. Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ tính về cái tổng tiền trước nhá. Thì thông thường nếu như mà tính tổng tiền bình thường ấy là các bạn hay có một cột, vì các bạn có cột số lượng và đơn giá rồi các bạn sẽ có một cái cột thành tiền và sau đó các bạn sẽ tính tổng nó lại đúng không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ dùng cái hàm SUMPRODUCT để các bạn không cần phải thêm cột phụ nhé thì các bạn sẽ bằng là gì ạ? Các bạn bằng cái hàm sum này. Các bạn ấn tab nhé. Thì cái cú pháp của cái hàm sum này là các cái vùng dữ liệu nhân với nhau thôi. Thì ở đây là mình có số lượng và đơn giá rồi đúng không? Các bạn sẽ tích vào cái ô đầu tiên của cái phần số lượng là ô F4. Các bạn giữ cần chôn shift và mũi tên xuống nhé. Đấy, tại vì dữ liệu của mình nó rất là dài, gần 5.000 dòng cơ. Các bạn không thể kéo chuột được đúng không? Nó rất là lâu. Đấy, thì cái phím tắt là cần chôn shift và mũi tên xuống thôi. Các bạn phải ấn F4 để cố định nhá. Thì tại sao lại phải cố định? Thì các bạn sẽ luyện cái thói quen thôi. Thì khi các bạn nếu như các bạn áp dụng công thức cho nhiều ô khác nhau ấy, thì các bạn khi các bạn thay đổi cái ô ấy, thì cái vùng dữ liệu này nó không bị dịch đúng không đấy, phải tiếp theo là cái array thứ hai chính là cái cột đơn giá đúng không các bạn tích vào cái ô đầu tiên là g 4 này cần cho ship và mũi tên xuống đấy các bạn có thể ấn f bốn để cố định nhé các bạn đóng ngoặc đơn ạ thì trong trường hợp này thực chất là các bạn không cần cố định nhưng mà nếu như các bạn luyện thói quen cố định nó rất là tốt khi mà các bạn tham chiếu ra cái vùng dữ liệu ở bên ngoài cái phần tính tổng của các bạn đúng không đấy thì cái các bạn enter đi, đấy nó sẽ ra là gì? ở đây là hai triệu rưỡi đúng không? đấy, thì cái nguyên tắc hoạt động của cái hàm sum product nó như thế nào? thì nó sẽ lấy từng cái phần tử của cái array thứ nhất nó nhân với cả cái phần tử của array thứ hai, đấy nó sẽ lấy phần tử thứ hai nhân với nhau, phần tử thứ ba nhân với nhau, đấy cứ như vậy nhá. và sau khi nó nhân hết lại với nhau thì nó sẽ là sum, đấy. thì bản chất cái hàm sum product ấy, nó sẽ kết hợp của cái hàm sum, hàm sum là hàm tính tổng đúng không? và gì ạ? và cái hàm product là cái hàm nhân đúng không? hàm product là hàm nhân và hàm sum là hàm tính tổng tức là đầu tiên nó sẽ nhân lại với nhau và sau khi nó nhân xong ấy thì nó sẽ tính tổng lại thì đấy là cái cách vận hành của cái hàm sum product tiếp theo mình sẽ luyện cái phần nâng cao hơn một chút nhé là gì ạ là các bạn sẽ tính tổng nhưng mà với cái điều kiện là cho khu vực miền bắc thôi đúng không đấy thì khu vực miền bắc là bao nhiêu khu vực miền nam là bao nhiêu hoặc miền trung là bao nhiêu đấy thì đầu tiên mình sẽ nói về cái thành tiền trước đi đúng không Đấy, cái thành tiền các bạn sẽ bằng là gì? Ấy? Các bạn sẽ bằng cái hàm sum product. Các bạn ấn mũi tên xuống nha, các bạn ấn tab. Thì cái thành phần đầu tiên là cái array, nhưng mà vì ở đây là gì? Ấy? Mình lại đang tính thành tiền nhưng mà có điều kiện, cho nên các bạn phải mở ngoặc đơn nữa để các bạn tạo cái vùng điều kiện đúng không? Mà gì ạ? Các bạn đang là điều kiện theo khu vực miền Bắc ở đây thì cái vùng điều kiện nó phải là cái vùng khu vực đúng không? Các bạn sẽ tích vào ô đầu tiên của khu vực là C4 này. Các bạn giữ cần chân shift và mũi tên xuống. Đấy. Các bạn có thể ấn F4 để cố định nhá mà mà bằng với cả cái điều kiện này miền Bắc ở đây là cái ô G7 đúng không? Đấy các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại để xong cái gì ạ? Xong cái vùng điều kiện này đúng không? Đấy các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể phẩy. Tiếp theo là cái vùng array thứ hai là cái vùng số lượng và đơn giá thì các bạn tích vào ô đầu tiên của số lượng này các bạn cần chân ship mũi tên xuống F4 để cố định. Đấy các bạn phẩy. Các bạn tích vào ô đầu tiên của đơn giá này, cần chân ship mũi tên xuống, các bạn cần F4 để cố định. Đấy các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại. Đấy các bạn enter đi nhé Các bạn enter thì nó sẽ ra không thì tại sao nó lại ra không Vậy các bạn tích đủ vào đây để mình giải thích này thì khi mà các bạn tạo một cái vùng điều kiện nhá thì cái điều kiện này nó sẽ trả về chu và phô đúng không nếu mà nó khu vực miền bắc nhá thì nó sẽ trả về chu và khu vực miền nam nó sẽ trả về phô đây ví dụ miền nam ấy, thì nó sẽ trả về là phô đúng không đấy cứ như vậy miền trung là phô miền trung là phô đúng không miền bắc thì nó mới là chu đấy thì chu mới phô ấy, nó vẫn là tách thì nó nhân với cả cái số lượng và đơn giá ấy, thì nó sẽ hiểu là không cho nên mình phải chuyển cái chu phô này về dạng không và một đúng không đấy thì sau cái biểu thức điều kiện này này cái mở ngoặc của cái vùng điều kiện và các bạn đóng ngoặc này này thì các bạn sẽ nhân thêm với một nhé các bạn sẽ nhân với một này các bạn enter thì nó mới ra số đúng không đấy thì chu mi phô mà các bạn nhân với một ý, thì nó sẽ trả về là không và một chứ không vào chu phô nữa thì ngoài cái nhân với một này nha các bạn xóa đi thì một số bạn ấy là gì ạ trước cái vùng điều kiện này này đấy thì các bạn sẽ thêm hai cái dấu trừ vào đây thì nó cũng trả về là gì ạ? trả về giá trị 01 đúng không đấy thì nó có hai cách khác nhau thì thông thường thì mình thích nhân với một hơn là hai cái dấu gạch ngang này này thì điều kiện ở đây là các bạn nhân với một đấy thì nó sẽ trả về cái kết quả ở đây đấy, các bạn thấy chưa rất là hay ạ đấy là cái thành tiền nhá thì còn cái phần số lượng cũng vậy thôi đúng không các bạn có thể copy luôn cái công thức này các bạn lên cái thanh formula 3 các bạn nhấn chuột phải copy và các bạn lên cái phần số lượng các bạn căn chuyên viên vào đây đấy thì nó sẽ khác gì cái số lượng ở đây thì nó sẽ không có cái cột đơn giá thì các bạn xóa đi cái g này thôi đấy các bạn xóa đi cái array thứ ba à cái array thứ hai tức là lúc này các bạn chỉ còn cái vùng điều kiện và cái array thứ nhất là gì là cái số lượng thôi các bạn enter đấy thì số lượng ở đây là gì 6.439 đấy bây giờ các bạn sẽ thay cái miền bắc này bằng gì ví dụ bằng cái miền nam nhá các bạn xóa đi các bạn thay bằng miền nam đấy. các bạn enter đấy thì kết quả nó sẽ thay đổi hết đúng không đấy hoặc là miền Trung đi. Đấy, kết quả nó sẽ tự thay đổi đúng không? Bởi vì ở đây mình là tính tính tổng theo điều kiện rồi. Đấy thì các bạn có thể dùng cái hàm sum product này rất là hay đúng không? Còn đây là cái bài tập về nhà cho các bạn nhé. Nó khá là nâng cao một chút. Tức là nó sẽ có thêm một cái điều kiện là năm 2020. Đấy. Thì các bạn có thể lồng thêm cái hàm y vào cái vùng điều kiện nhé. Đấy, thì các bạn chú ý nếu như các bạn có nhiều điều kiện thì các bạn nhân với nhau thôi. Thì mình gợi ý là gì? Để lấy được năm ấy thì các bạn sẽ dùng cái hàm y này này. Vì ở đây cái vùng dữ liệu của các bạn nó sẽ có 2 năm Thì nó sẽ thêm một cái điều kiện là chỉ là năm 2020 thôi Thì các bạn có thể bằng cái hàm year nhé Year thì các bạn sẽ tích vào ô chẳng hạn Ô này thì nó sẽ ra là năm đấy, Các bạn sẽ tách được là năm 2020 hoặc là 2021 hoặc là 2019 gì đấy đúng không Đấy Thì các bạn sẽ lồng thêm cái hàm year Đấy Thì đấy là cái gợi ý Đây là cái bài tập về nhà cho các bạn Để các bạn luyện tập cái hàm sample này nhé tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái hàm aggregate đấy thì cái hàm aggregate ý, là cái hàm khá là mạnh trong Excel thì cái hàm aggregate nó sẽ làm gì nó sẽ trả về tổng gộp trong một cái danh sách hoặc một cái cơ sở dữ liệu đúng không thì cú pháp của cái hàm aggregate nó sẽ là gì đầu tiên là cái function number cái option và cái reference thì mình sẽ giới thiệu trong cái ví dụ cụ thể ở đây nhé để các bạn hiểu hơn đấy thì giả sử đây là gì đây là mình sẽ có họ tên này đây là các cái đơn vị là các cái phòng ban đúng không và đây là doanh thu thì giả sử sẽ có một số ô bị lỗi trong cái cột doanh thu này đấy. một số ô bị lỗi là la một số ô là một số ô bị lỗi là dip không đấy thì giả sử như mình cần tính tổng doanh thu nhá nếu như mà các bạn dùng cái hàm xăm chẳng hạn để tính tổng doanh thu đúng không các bạn sẽ bằng cái hàm xăm này này đấy các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu của cái cột doanh thu này các bạn enter đấy thì nó sẽ báo lỗi ngay tại vì sao ạ tại vì trong cái vùng dữ liệu mà các bạn tính tổng này, này nó sẽ có một số ô bị lỗi thì tại sao lại là lỗi LA thì nó sẽ lấy cái lỗi đầu tiên để nó gán vào đây Đấy. nếu như mà cái lỗi đầu tiên là cái dip không thì nó sẽ trả về đây là dip không nhưng mà đây là lỗi LA đầu tiên thì nó sẽ trả về cái LA này đấy, đúng không đấy đấy là cái hàm tính tổng khi mà trong cái vùng dữ liệu của bạn ấy nó bị lỗi thì nếu như các bạn sử dụng cái hàm aggregate thì các bạn hoàn toàn khắc phục được cái nhược điểm này các bạn sẽ bằng này cái hàm aggregate này các bạn ấn tab nhé thì đầu tiên của cái hàm aggregate là cái function number thì các bạn chú ý nhé cái function number ở đây á thì các bạn đang tính tổng đúng không thì các bạn chọn cái function number là cái thứ 9 này này 9 cái function number là cái hàm sum đấy thì các bạn sẽ gì ạ? các bạn xuống đây các bạn sẽ lăn xuống và các bạn tích vào sum hoặc các bạn gõ số 9 cũng được hoặc các bạn tích vào đây các bạn ấn tab cũng được đúng không đấy thì nó là số 9 ở đây coi như là cái hàm aggregate à, này nó sẽ thay cho cái hàm sum đúng không các bạn phải tiếp theo là cái option thì cái option ở đây nó sẽ có 7 cái option thì đây mình đã gì ạ ở đây mình đã việt hóa cho các bạn bảy cái option này rồi đúng không đấy nó sẽ có rất là nhiều cái option thì đây mình sẽ quan tâm đến cái option ví dụ là cái thứ ba đi là mình sẽ bỏ qua cái hàng ẩn các cái giá trị lỗi đấy thì ở đây mình đang có một số ô lỗi đúng không mình sẽ chọn là cái ba hoặc là cái bảy cũng được đúng không bảy này nó sẽ bỏ qua các cái giá trị lỗi này đấy thì các bạn phải ba đấy các bạn phải tiếp theo mới là cái vùng tính tổng đúng không các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng tính tổng này này đấy các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại đấy, các bạn enter đấy các bạn thấy chưa thì nó sẽ vẫn là ra tổng ở đây là 531 thì nó sẽ bỏ qua những cái ô bị lỗi này nó sẽ không tính tổng vào đấy thì cái hàm agit này nó khá là hay hoặc là gì ạ cái ví dụ thứ hai là gì ạ ở đây mình sẽ có một cái ví dụ thứ hai là mình sẽ có họ tên các đơn vị nhưng mà ở đây mình sẽ có một cái tổng gộp là gì ạ ví dụ tổng của cái phòng kế hoạch này thì cái phòng kế hoạch này ví dụ mình dùng cái hàm sắp tô tờ nhé chứ không phải là hàm xăm thì cái hàm sắp tô tờ là doanh thu của ba cái ông này tương tự cái phòng tổ chức lao động mình có doanh thu của bốn cái ông tổ chức lao động và tiếp theo là phòng viện à đây là phòng tổ chức lao động và đây là phòng tài chính mình có tổng doanh thu của phòng viện phòng tài chính nhé đây là tài chính đấy mình sẽ có tổng tài chính nếu như mà các bạn dùng cái hàm sum này để các bạn tính tổng doanh thu của toàn bộ các cái phòng ban ở đây nhé thì các bạn bằng này xong đúng không nếu như các bạn bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu ở đây này các bạn enter thì nó sẽ là diện nó sẽ đắp bồ lên tức là nó sẽ nhân đôi cái phần tổng doanh thu lên tại vì là diện ở đây thì mình đã có một cái tổng của các cái phòng đơn vị rồi đúng không đấy thì nếu như các bạn tính như thế này ấy, thì nó lại nhân đôi lên đấy. một số bạn thì hay là cộng như thế này cũng được đúng không các bạn cộng từng cái ô này hoặc các bạn xăm từng cái ô này cũng ra đúng không nhưng mà nếu như các bạn dùng hàm xăm như thế này ấy, thì nó bị nhân đôi cái phần số liệu lên đúng không ở đây mình có thể dùng cái hàm aggregate để mình khắc phục cái nhược điểm này nhé bằng aggregate đúng không các bạn ấn tab thì đầu tiên là cái function number vẫn là tính tổng đúng không thì các bạn tích đúp vào đây là ra cái số 9 là function number tính tổng đúng không phải tiếp theo là cái option thì mình ở đây mình cũng chọn cái tùy chọn 3 tức là gì ạ mình sẽ bỏ qua những cái sắp tô tờ đây này tức là mình sẽ không tính những cái sắp tô tờ của ba cái phòng này tức là ví dụ mình bỏ qua 181 này bỏ qua 242 và bỏ qua 129 đúng không các bạn chọn tùy chọn số 3 phải các bạn bôi đen hết ở đây đấy các bạn enter thì nó sẽ ra là 552 đấy nó bỏ qua những cái ô này thì nó sẽ không nhân đôi cái giá trị nữa đúng không? Đây là mình làm ví dụ là ba cái phòng 3 thôi đúng không? Còn trong thực tế các bạn có 10 hoặc 20 cái những cái tổng nhỏ ở đây á thì các bạn nên dùng cái hàm aggregate nhé. Thì ngoài ra cái hàm aggregate này ấy, nó có rất là nhiều cái ưu điểm khác nữa. Thì các bạn có thể lên cái kênh của mình các bạn search là cái hàm aggregate trong Excel ấy thì nó sẽ ra cái video đấy nó khá là chi tiết và nhiều cái ứng dụng hơn trong cái ví dụ này. Thì đấy là cái ưu điểm của cái hàm aggregate nhé mình có thể đính kèm cả cái link của cái hàm AVERAGE trong cái phần mô tả phía dưới video để các bạn có thể nhảy đến cái hàm đấy, các bạn học luôn nhé. OK, tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái Pivot Table và cái Dashboard nhé. thì các bạn chú ý nhé, về cái Pivot Table ấy, mình đã có một cái video đây rồi, thì các bạn chỉ cần mở cái file này lên, các bạn tích vào cái link này là các bạn sẽ ra được cái video về Pivot Table và cái video thứ hai ấy là cái tạo Dashboard từ Pivot Table và slicer thì các bạn chỉ cần tích vào đây thì nó sẽ ra hai cái video đấy thì ở đây mình đã mở sẵn hai cái video đấy rồi đúng không đây là hai cái video đấy thì đầu tiên ý, là cái video về pivot table thì các bạn chỉ cần 17 phút thôi là các bạn có thể hiểu đầy đủ về pivot table rồi nhé đấy các bạn sẽ luyện tập nhiều để các bạn có thể tham khảo thêm về diện về pivot table thì ngoài ra kênh của mình cũng có 25 thủ thuật về pivot table rồi để nâng cao hơn thì các bạn có thể theo dõi thêm cả cái video này đấy thì như vậy là cái pivot table ấy, là các bạn có thể tham khảo video này và cái 25 thủ thuật pivot table trên kênh của mình nhé đấy là cái về pivot table và cái thứ hai là các bạn tạo một cái dashboard bằng gì? bằng pivot table và slicer thì các bạn sẽ theo dõi thêm cái video này nhé là mình sẽ tạo một cái file quản lý doanh thu tự động bằng excel sử dụng pivot table và slicer thì cái này rất là hay đấy thì đấy là hai cái video về pivot table và dashboard thì các bạn sẽ tham khảo hai cái video này nhé thì mình không nói ở cái bài học ngày hôm nay nữa vì nó sẽ bị lặp lại đúng không đấy ok cuối cùng mình sẽ giới thiệu về cái phím tắt Excel thì nó sẽ có 25 phím tắt Excel mình cũng có một cái video về 25 phím tắt rồi nhé đấy các bạn có thể vào YouTube các bạn search này nó sẽ ra cái video của mình ví dụ các bạn sẽ search là gì phím tắt Excel Excel ví dụ các bạn thêm cả gái Excel thì chắc chắn là nó sẽ ra kênh của mình đúng không đấy thì các bạn xuất ra đây thì là các cái phím tắt thông dụng nhất là này rồi nhá thì các bạn sẽ mở cái video này nó sẽ có 25 phím tắt đầy đủ cho các bạn nhé thực hành đấy rất là hay ạ hoặc là cái video này cũng vậy nó sẽ có 25 phím tắt cho các bạn đấy là cái về phím tắt nhá đấy các bạn sẽ tham khảo cái phím tắt ở một cái video mình sẽ đính kèm cả cái link video về phím tắt trong cái phần mô tả phía dưới video cho các bạn nhé Đấy, đấy là các cái nội dung trong buổi học ngày hôm nay. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.